kính các bạn, hôm nay là lần đầu tiên mình sẽ thử pha cà phê phin nhé. Vì mình vừa buổi chiều được một bạn đồng nghiệp tặng cho mình một gói cà phê do chính nhà bạn ấy sản xuất, tự rang và tự xay. Bây giờ mình sẽ pha cà phê phin. Kết hợp với đó thì mình sẽ chuẩn bị 3 hộp sữa ông thọ này cho các bạn ạ. Bây giờ chúng mình cùng pha cà phê nhé. Mình sẽ cắt cái gói cà phê này ra vì đang là nguyên đai nguyên kiện. Mình nghe công thức pha cà phê thì lâu rồi, nhưng mà hôm nay mình mới tự pha lần đầu tiên các bạn ạ. Trước tiên mình mở hộp cà phê ra. Hộp tưới này. Cho vào phin 2 thìa cà phê các bạn nhé. Mình bóc gói cà phê ra thì mùi cà phê rất là thơm. Cà phê nguyên chất các bạn ạ. Túi này thì có zip bọc kín luôn được vào, nên không sợ bị mốc, bị ẩm. Mình đã bỏ 2 thìa cà phê vào phin này rồi. Bây giờ mình sẽ... Đầu tiên là mình sẽ cho một chút nước nóng vào đây đã. Và đợi 1 đến 2 phút để cho ngấm cà phê này các bạn nhé. Mình nên cho thêm một chút nữa. Đợi 1 đến 2 phút. Thơm hơn các loại cà phê hòa tan khác các bạn ạ. Sau khi được 1 đến 2 phút thì mình sẽ đổ nhiều hơn một chút vào. Tất nhiên là các bạn phải đổ vào nước nóng nhé. Rồi sau đó các bạn cho cái giá này xuống, chèn vào cái cà phê, vào phin cà phê. Các bạn đậy nắp lại. Chúng ta cùng đợi đến khi nào cà phê giọt hết giọt xuống thì là được rồi các bạn ạ. Các bạn xem cận cảnh cái cà phê phin tớ vừa mới cho nước nóng vào xong đây. Giọt từng giọt xuống không? Pha bằng cách này tuy hơi lâu nhưng đến khi chúng ta thưởng thức thì lại thơm và ngon nữa. Pha cà phê bằng cách này chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn. Chúng ta sẽ đợi một lúc nữa nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, sau khi chờ đợi khoảng 5 phút thì những giọt cà phê của chúng ta đã xong rồi, không còn chảy nữa. Bây giờ mình sẽ lấy ra để pha với sữa nha. Bây giờ mình sẽ lấy cà phê ra nha. Bã cà phê này các bạn có thể dùng để đắp mặt nạ các bạn ạ, rất tốt cho da. Các bạn có thể đắp mặt nạ từ 1 đến 2 lần một tuần. Các bạn nếu muốn uống vị ngọt hoặc là vị thanh thì tùy khẩu vị của các bạn nhé. Tớ sẽ thử cho vào một hộp này đã. Nếu mà cảm thấy nhạt thì mình sẽ cho thêm sữa vào sau. Thank you.
Sữa của mình lắng ở dưới, cà phê ở trên, bên mình sẽ quấy cho đều. Tạo thành cái màu rất là đẹp rồi các bạn ơi. Mùi rất là thơm. Các bạn ơi, vậy là cà phê của chúng ta đã pha xong rồi. Cà phê đen kết hợp với cả sữa làm cho màu cà phê của chúng ta thật là đẹp mắt các bạn nhỉ. Bây mình sẽ thưởng thức nha. Trước tiên mình đã nghe thấy mùi rất là thơm, sánh đậm đặc của mùi cà phê. Wow, ngon lắm các bạn ơi. Rất là thơm, có vị của cà phê kết hợp với cả sữa. Mình cảm thấy cà phê này uống ngon hơn cà phê hòa tan các bạn ạ. Chỉ có điều mất công mình pha thôi. Pha cà phê sữa ở nhà rất đơn giản phải không các bạn? Chúc các bạn thành công nhé. Các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách chia sẻ video và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.